Kính thưa Quý Liên trưởng Quân Cán chính Việt Nam Cộng Hòa và kính thưa quý đại diện các hội đoàn và đồng hương tị nạn Cộng sản. Ngày hôm nay, tất cả các đơn vị, các cộng đồng vùng Bắc California và các vùng phụ cận cùng tất cả các hội đoàn tập trung về San Francisco để phản đối phái đoàn sư quốc danh của Cộng sản Việt Nam tới San Francisco trong ngày hôm nay. Vì vậy, trước khi khai mạc, chúng tôi xin mời tất cả quý vị tập trung và chúng ta chuẩn bị làm nghi lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả chú ý và chúng ta hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Ngày công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi sinh tất vì tương sông, vì tương lai quốc dân cùng sông pha có tên, làm sao cho nơi sông từ nay luôn vững bền, dù cho phơi dày trên gươm dao, thủ nước lấy máu đào đem bao, nói dông nước biển phải cần giai huy, người không dân luôn vững bền tâm trí, hùng trang quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vàng tiếng, người nước Nam cho đến muôn công dân ơi, màu yên tận dưới cờ công dân ơi, mau làm cho côi bờ thoát cờ toàn pha bé và nơi sông xứng danh nghìn năm nói giống là hồng. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ lý tưởng tự do cho Việt Nam Cộng Hòa, để tưởng nhớ các đơn vị đồng minh đã chiến đấu cùng với quân lực Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ tự do, để tưởng nhớ tất cả những người tù nhân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong lao tù của Cộng sản và đồng bào trốn thoát chế độ Cộng sản, vượt biên vượt biển không đến được bến bờ tự do, và cũng để tưởng nhớ tất cả những các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam và đã chết thê thảm trong ngục tù của Cộng sản Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chính thức. Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu với tất cả quý vị ở trong phái đoàn ngày hôm nay, ông Nguyễn Thanh Châu, Hội trưởng Hội Phật giáo Trung ương Hòa Hảo kiêm Tổng Thư ký Liên Tôn, ông Lê Đình Quý, Chủ tịch Cộng đồng Fresno kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, ông Mai Khuyên, Chủ tịch Khu hội Cựu Tù nhân Chính trị Bắc California, bác sĩ Phạm Đức Vượng, Chủ tịch Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ông Đặng Long, đại diện Ủy ban Phụng sự Cộng đồng, ông Trần Đức Túc, cựu Hội trưởng Cảnh sát Quốc gia, đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia, ông Duy Văn, Hội trưởng Hội Ái Hiếu Sinh viên Đại học Sĩ quan Cảnh sát Quốc gia, cô Phan Hà, đại diện đồng hương tị nạn Cộng sản Mipitas, ông Trần Quỳ, Carmen phục vụ cộng đồng, bà Xuân Loan, đại diện đoàn văn nghệ Do Linh, kỹ sư Trần Trung Chính, đại diện nhân sĩ, cô Lan Ngô, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa,
ông Huỳnh Lương Thiện, giám đốc radio báo bó San Francisco và San Jose. Và chúng tôi cũng nhận được một số ở phái đoàn của Nam Cali cùng một tháp tùng với giáo sư Nguyễn Thanh Dầu hiện diện trong ngày hôm nay, trong cuộc biểu tình ngày hôm nay. Tôi xin mời Huỳnh Lương Thiện. Dạ vâng, cho tôi bổ túc chút xíu. Thứ nhất, chúng tôi xin được bổ túc là cư dân tại San Francisco. Hôm nay chúng tôi có anh em HO San Francisco và đưa tay lên ạ. Đã vâng, xin cảm ơn. Chúng tôi đặc biệt có bà hội trưởng hội phụ nữ Việt Nam tại San Francisco, bà Thúy Thế. Dạ vâng, có lắm mới gặp lại chị. Dạ vâng, thì chúng tôi rất là hân hoan chào đón quý vị phương xa, đặc biệt là phái đoàn của ông Nguyễn Thanh Dầu, hội trưởng ban thị trường trung ương hải ngoại giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cũng như quý vị từ xa đã đến đây. Vâng, xin kính chào quý vị. Tôi còn thiếu ai mà không một cấp ai, xin cho biết chúng tôi một chút ạ. Dạ, cô anh chị Việt Hà cũng từ San Diego lên, ông Trần Đức Túc, cảnh sát quốc gia. Dạ vâng, dạ rồi, vâng, xin lỗi. Daoist Communist, Daoist Communist. Daoist Communist. Sau đây là phần phát biểu, chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, hội trưởng hội Phật giáo Hòa Hảo Trung ương, kiêm tổng thư ký Liên tôn của Hoa Kỳ. Chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư Nguyễn Thanh Dầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết, chúng tôi xin thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại hải ngoại, kể cả Liên bang Úc Châu, ngày hôm nay rất cảm ơn tất cả quý đồng hương từ khắp nơi, các cơ quan đoàn thể, các cơ quan truyền thông báo chí, và đặc biệt những vị nữ lưu có mặt trong ngày hôm nay để nói lên, phản đối cái sự hiện diện của một phái đoàn, trong đó có những người lãnh tụ các tôn giáo tại Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi sở dĩ có mặt tại đây là chúng tôi muốn nói lên cái sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam đối với tôn giáo một cách tinh vi. Và sau năm 1975 thì đặc biệt Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã bị tịch thâu toàn bộ tài sản, bắt giữ tất cả các trị sự viên từ cấp trung ương cho tới cấp ấp đều bị ở tù, và đặc biệt là tất cả những kinh sấm, tất cả những tài liệu liên quan tới Phật giáo Hòa Hảo đều bị cấm lưu trữ cũng như là lưu hành. Hơn nữa, Phật giáo Hòa Hảo được Đức Bình Giáo Chủ khai sáng tại làng Hòa Hảo nên có danh xưng là Phật giáo Hòa Hảo. Thì ngay từ khi chiếm miền Nam, Cộng sản đã xóa bỏ tên làng Hòa Hảo, để rồi sau này thế hệ mai sau nếu họ muốn tìm hiểu về Phật giáo Hòa Hảo thì nếu cái địa danh Hòa Hảo không còn thì coi giống như là Phật giáo Hòa Hảo không có cái căn gốc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhiều từ 25 năm họ cấm tuyệt đối Phật giáo Hòa Hảo không được sinh hoạt, dù là một cái sinh hoạt nhỏ trong tôn giáo cũng đều bị cấm đoán. Sau khi 25 năm họ thấy rằng đang có thể là tinh thần của Phật giáo Hòa Hảo đã bị tiêu diệt, cho nên họ mới cho tổ chức cái đại lễ năm 1999 để thử coi còn ai tin tưởng, còn đi dám theo Phật giáo Hòa Hảo hay không. Thì lúc đó hơn 1 triệu người đã về tham dự tại thánh địa Hòa Hảo, cho nên họ thấy rằng họ không tiêu diệt được cái tinh thần bất diệt của Phật giáo Hòa Hảo. Họ cho thành lập một cái ban trị sự, một cái ban đại diện để chứng tỏ rằng họ tôn trọng tôn giáo. Nhưng sự thật trong đó, họ đưa vào cán bộ đảng viên 40 năm đứng lên làm đại diện cho cái ban đại diện đó. Sau khi Nguyễn Văn Tôn, 40 tuổi đảng, không còn thì lại thay thế một đảng viên khác là Nguyễn Tấn Đạt, và tiếp tục cái con đường để mà tiêu diệt lần hồi
cho tôn giáo hoạt động, nhưng mà trong đó tìm cách làm thiệt hại uy tín của Phật giáo ảo bằng cách cho các tôn giáo bạn, kể cả những chức sứ, những chức sắc cao cấp của các tôn giáo bạn, nói xấu, dèm xiểm hoặc là bôi lọ Phật giáo ảo và kể cả giáo chủ. Thấy những cái trò dơ bẩn đó không thành công, Cộng sản Việt Nam lại cho những cái người nói xấu thêm mấy lần nữa, và cho những cái người gọi là những cái đại diện cho nhân dân lại tiếp tục bôi lọ Phật giáo hòa hảo. Những cái trò này đã cũng không thành công, cho nên cuối cùng thì Cộng sản Việt Nam phải dùng một cái lá bài cuối cùng rất là thâm độc, là dùng người Phật giáo hòa hảo để triệt tiêu Phật giáo hòa hảo. Mà chúng tôi cho rằng đó là dùng cái chính sách củi đậu nấu đậu, dùng người Phật giáo hòa hảo để đánh phá Phật giáo hòa hảo bằng cách cái chương trình huấn luyện cho các cán bộ Phật giáo hảo trong tương lai sẽ bị cắt bỏ cái phần nguồn cội của Phật giáo hảo, đó là Bửu Sơn Kỳ Hương và Đức Phật Thầy Tây An, vì chính Đức Huỳnh Giáo Chủ đã xác nhận Ngài là hậu thân, hay là nói đúng hơn Ngài là Đức Phật Thầy Tây An trở lại, tái sanh trở lại qua những cái câu sấm giảng trong Đức Thầy đã từng, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã từng nói lời của người di tịch núi Sam chứ chẳng phải bài điều quyển hoạt. Tại vì Đức Phật Thầy Thế An thì khi bị nguyên tịch thì được chôn tại núi Sam, cũng như là cùng thời quy ngũ núi Sam, và Đức Thầy xưng mình là cùng điên, cho nên xác nhận mình là ở núi Sam, tức là Đức Phật Thầy Thế An. Và đặc biệt Ngài cũng cho biết bàn tay lật rửa vậy mà chứ đừng lật sắt vì Thầy tái sanh. Tại vì ngày xưa Đức Phật Thầy Thế An đã chủ trương lại, chúng ta thấy khi dò vào trong chùa thấy khi mà lại Phật chỉ khác biệt cái nghi thức cúng lại là bên đạo Phật và thiền thì lại cái bàn tay lật sắp trước. Còn riêng Phật giáo hòa hảo, Đức Phật Thầy Tây An khai sáng nền đạo Phật giáo hòa hảo, nền đạo Bửu Sơn Kỳ Hương thì lật bàn tay trở lên. Cho nên Đức Thầy khi mà khai sáng nền đạo Phật giáo hòa hảo thì Đức Thầy có dạy, Đức Huỳnh Giáo Chủ có dạy là bàn tay lật ngửa, tức là không phải lật sắp, là gì tái sanh, tức là Đức Phật Thầy Tây An tái sanh. Mà ngày hôm nay Nguyễn Tấn Đạt cùng một số anh em, những cái người tay sai đã ra một quyết định, tôi xin nhấn mạnh là đã ra một quyết định chứ không phải là tín đồ, là xóa bỏ Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Thầy Tây An ra khỏi lịch sử đạo Phật giáo hảo. Cái điều này đã làm cho cả tín đồ Phật giáo hảo trên toàn thế giới đều công phẫn. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi hiện diện ở đây để nói lên đại diện cho tất cả những tín đồ Phật giáo hảo tại hải ngoại và cũng như cả trong nước, họ không dám lên tiếng, họ không dám ý kiến, thì chúng tôi thay mặt cho họ để đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng tự do tôn giáo, đừng xen vào, đừng đưa những cái kế hoạch mà đánh phá cho tôn giáo này đánh phá tôn giáo khác. Là tại vì họ muốn tiêu diệt lần lần các tôn giáo không còn uy tín nữa, đó là cái mục tiêu sau cùng của Cộng sản Việt Nam. Một lần nữa, và chúng tôi với tư cách là một cái người làm đạo, chúng tôi cũng xin tha thiết kêu gọi tất cả những vị lãnh tụ các tôn giáo, đặc biệt là Nguyễn Tấn Đạt, hãy hồi tâm, là tại vì trong đạo Phật có chữ sám hối. Chúng ta biết làm lỗi, chúng ta quay đầu, chúng ta thấy nhìn nhận những cái lỗi lầm của mình thì sẽ được toàn dân tha thứ. Cái điều đó là chúng tôi xin kêu gọi, chúng tôi tới đây để kêu gọi cái sự hồi tâm của quý vị trở về cái chân tu, trở về cái trách nhiệm của người lãnh đạo tôn giáo, phải tôn trọng sự thật. Cái điều đó chứ chúng tôi không có hề đem cái sự căm thù để đối với những cái người mà lãnh đạo tôn giáo. Chúng tôi biết rằng quý vị cũng bị áp lực, nhưng mà chúng ta hãy nhớ kiếp chúng ta được bao lâu, khi mà chết chúng ta được đi đâu, hay là chúng ta đây là phá tăng đoàn, tức là cái điều này sẽ làm cho quý vị phải xuống địa ngục. Đây là cái lời chân thành chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả những lãnh tụ tôn giáo nghe được ngày hôm nay. Ngày hôm nay hình ảnh này sẽ gửi đi khắp thế giới và ngay cả trong Việt Nam, thì chúng tôi một lần nữa xin mong rằng quý vị hãy thức tỉnh, quay về con đường chánh nghĩa. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những đoàn thể, các đồng hương ngày hôm nay, nhất là các cơ quan truyền thông báo chí và những vị phụ nữ ở đây mà đã từ Nam Cali, từ San Jose lên đây để nói lên cái tiếng nói mong muốn. Đây là chúng ta muốn làm cho đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn, chứ chúng ta không hề có cái hận thù trong này. Thì cái điều này mong rằng tất cả quý vị nghe cái điều này thì hãy hồi tâm chuyển ý. Một lần nữa xin
có cái lời kêu gọi và mong mỏi quý vị nghe lời tiếng nói của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đã đạo sư quốc dân, đã đạo sư quốc dân. Đã đạo. Đã đạo, đã đạo sư quốc dân. Đã đạo, đã đạo, đã đạo. Đã đạo sư quốc dân Việt Cộng Việt Nam. Đã đạo, đã đạo, đã đạo. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời bác sĩ Phạm Đức Vương, chủ tịch Trung tâm Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại lên phát biểu. Xin mời bác sĩ. Chúng tôi đại diện cho Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, cũng là thành viên của Hội đồng Liên kết Quốc hội Hải ngoại. Chúng tôi ngày hôm nay đến đây để yểm trợ cho Phật giáo Hòa Hảo là một trong những tôn giáo được quý trọng tại Việt Nam. Chúng ta cũng biết Cộng sản là vô tôn giáo, nhưng tại sao chúng ta thấy những chùa chiền được phát triển, nhưng thực sự đó chỉ là những lớp bề ngoài, những người tu chân chính không được vào trong đó, và những cán bộ, những công an, ngay cả trong nước cũng như ngoài cứ nước. Cho nên chúng ta ngày bữa nay đã bỏ xứ qua đây, chúng ta tôn trọng tôn giáo, nhưng Cộng sản đã lợi dụng tôn giáo và tôn giáo vận để chống lại tinh thần quý đạo, và các tôn giáo đều đến đã được bị xúc phạm. Chúng tôi ngày bữa nay đến đây với tinh thần yểm trợ và phản đối Nguyễn Tấn Đạt loại bỏ Bửu Sơn Kỳ Hương ra khỏi lịch sử của Đạo Phật giáo Hòa Hảo, cũng như chúng tôi cũng có nhận được một cái text của Linh Mục Vũ Minh. Ông là một linh mục trong quân đội Hoa Kỳ, đã về hưu và hiện nay là linh mục đỡ đầu của hội nhảy dù. Ông đã gửi cho chúng tôi là rất tiếc là Linh Mục Vũ Minh không thu xếp được để tham gia cùng với quý anh chị em ở San Jose trong việc đấu tranh lần này. Xin hẹn một lần khác và xin chúc cho tất cả chân cứng đá mềm chống lại bọn vô tôn giáo Cộng sản, Linh Mục Vũ Minh. Đã đạo Cộng sản Việt Nam. Đã đạo sư quốc dân Việt Nam. Đã đạo sư quốc dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Đình Quy, chủ tịch cộng đồng Fresno kiêm tổng thư ký hội đồng chấp hành cộng đồng Việt Nam quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Xin mời ông Lê Đình Quý. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, thật là sung sướng và hạnh phúc biết bao khi hôm nay tất cả anh chị em chúng ta có cơ hội đoàn tụ lại nơi đây để chúng ta làm cái gì. Chúng ta làm một cái việc thật là ý nghĩa, đó là cái cao tiếng nói để đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do và dân chủ. Kính thưa quý vị, các vai trò đại diện là chủ tịch của cộng đồng người Việt miền Trung California, cũng như là tổng thư ký của hội đồng chấp hành trong cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, quý đại diện cho cộng đồng người Việt miền Trung California cũng như là cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ đến đây để cùng tất cả anh chị em chúng ta cùng nhau đứng lên tiếng nói đấu tranh để bảo vệ cho một nền tự do của đất nước Việt Nam, và chúng ta cùng nhau sánh vai quyết đấu tranh để bảo vệ cho đất nước Việt Nam chúng ta luôn được có ánh sáng dưới ánh sáng tự do và dân chủ. Kính thưa quý vị, đứng trước tình trạng hiện nay, một số cơ quan tôn giáo họ, đó là những cái tổ chức tôn giáo quốc doanh, họ lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để đến đây làm gì? Để thực hiện cái nghị quyết thứ 36 của Cộng sản.
để đánh phá cộng đồng của chúng ta, làm tạo những cái sự chia rẽ trong cộng đồng. Chính vì vậy chúng ta phải cảnh giác và chúng ta quyết đấu tranh để mà loại trừ tất cả những vấn đề đó. Đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa và đòi hỏi cái sự đoàn kết cũng như là sự sẵn sàng hy sinh nhân thân của tất cả quý vị. Trong một cái ngày làm việc rất là bình thường như hôm nay, tất cả anh chị em đã hy sinh thời gian để đến đây để tất cả chúng ta cùng nhau có một cái cơ hội làm một cái việc mà có ý nghĩa như vậy. Và chúng ta cũng không quên kêu gọi cái chính quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận, họ phải chấm dứt ngay lập tức việc bắt bớ, tù đầy hay là tra tấn những cái nhà tù dung chính trị đấu tranh cho một nền tự do hay những cái nhà bất đồng chính kiến. Vì đây là những người không phải là họ có tội tình như hết, mà họ là những người làm công việc họ phải làm, đó là họ là cất lên tiếng nói chân thực để bảo vệ đất nước Việt Nam mình chúng ta, cất lên tiếng nói để cho người dân Việt Nam có một cái tiếng nói dân chủ và đưa đất nước của chúng ta được tiến lên dưới cái ánh sáng của một nền tự do dân chủ. Và những cái hành động của cộng sản đó là những hành động hoàn toàn sai trái, bất hợp pháp. Cho nên chúng ta cùng nhau kêu gọi chính quyền cộng sản Việt Nam hãy tôn trọng và thả ngay lập tức những cái nhà đấu tranh bất đồng ý kiến cũng như các tổ chức chính trị lương tâm. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Đào West Communist! Đào, đào, đào! Đã đảo cộng sản! Đã đảo! Đã đảo sự quốc dân Việt Nam! Đã đảo! Đã đảo! Đã đảo tôn giáo quốc dân! Đã đảo! Đã đảo tôn giáo quốc dân! Đã đảo! Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời kỹ sư Trần Trung Chính, đại diện nhân sĩ vùng Bắc California. Xin mời kỹ sư Trần Trung Chính. Kính thưa quý vị, gần 20 năm rồi tôi mới lên đây biểu tình lại. Có nhiều lý do, nhưng mà cái chuyện nhất rất là đơn giản như thế này. Năm 75 á, khi mà chúng tôi đi tàu cải tạo đó, thì có những cái thằng Việt Cộng á, nó bảo là nó hỏi Phật Chúa lại. Chúng tôi nói, nó nói câu là nếu mà Chúa với Phật mà ở đây á, chúng ta sẽ bắt mấy ông đó đi cải tạo luôn. Bây giờ đó thì tôi chỉ nhấn lại với lại cái phái đoàn quốc doanh á, có phải là mấy ông ủng hộ chính quyền cộng sản á, là bởi vì những cái thằng cộng sản ở đây nó hứa là khi mà ông chết á thì ông sẽ được lên gọi là niết bàn xã hội chủ nghĩa không? Niết bàn xã hội chủ nghĩa đây á là niết bàn mà có Bồ Tát Hồ Chí Minh với lại Võ Nguyên Giáp và Đức Đón. Mấy ông tin là bạo lực, nhưng mà Liên Xô đó chỉ có 70 năm thôi, mà từ mười mấy 20 nước ra bây giờ còn có 4-5 nước ra mà cũng chẳng ra gì hết. Thành ra đây là cái lời nhắn quý vị ở đây thì chúng tôi là biết hết rồi, chỉ còn mấy cái ông mà quốc gia, mấy ông Việt Nam, mấy ông Việt Cộng á thì liều hồn đó. Thì tôi chỉ nói cái lời đơn giản như vậy thôi. Đã đảo cộng sản, đã đảo, đã đảo cộng sản, đã đảo, đã đảo cộng sản, đã đảo, đã đảo phái đoàn sư quốc dân Việt Nam, đã đảo, đã đảo Nguyễn Tấn Đạt, đã đảo, đã đảo Nguyễn Tấn Đạt, đã đảo, đã đảo Nguyễn Tấn Đạt, đã đảo. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Đức Túc, cựu chủ tịch, cựu hội trưởng hội lực lượng cảnh sát quốc gia, đại diện cho lực lượng cảnh sát quốc gia Berkeley lên phát biểu. Chúng tôi xin mời Chiến Hiếu Trần Đức Túc. Kính thưa các hội đoàn, các đồng hương ở các vùng Nam Cali, Bắc Cali, các vùng phụ cận Fresno, San Francisco,
và tất cả đã quy tụ về đây với mục đích là những tên cộng sản đội lốt tôn giáo để đi khắp nơi tuyên truyền cho chế độ cộng sản. Chế độ cộng sản phi nhân phi nghĩa, đáng lẽ những cái tôn giáo để làm cho người thoát khỏi những cái linh hồn cảm bị của xã hội của ác bức. Nhưng mà đây những cái người bắt đầu lúc tôn giáo đã mang một cái khoác áo trên mình một cái tôn giáo để làm những tội ác đó. Bởi vì thế tất cả những người ở đây luôn luôn nhận ra cái bộ mặt đó, cho dù họ đi đến đâu, họ đi góc hẻm nào. Và hôm nay ở tại cái tòa lãnh sự của cộng sản San Francisco thì tất cả quý tụ về đây để rạch mặt tất cả những tên đó và yêu cầu những tên đó phải hồi tâm để đi trở về với dân tộc, để đi về với cái thiện. Còn cộng sản thì luôn luôn là chủ trương gian ác rằng mặt tôn giáo là ngược lại, nhưng mà trả lại thì chứng tỏ mình là những người đã ủng hộ cho cái bọn cộng sản để mà hạ dân hạ hiếp của Việt Nam. Tôi xin chấm dứt và hô to cờ đá đạo những tên cộng sản đội lốt tôn giáo, đá đạo những tên cộng sản đội lốt tôn giáo, đá đạo những tên cộng sản đội lốt tôn giáo, đá đạo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời Chiến Hiếu, Lê Nguyên Bình đại diện HO San Francisco lên phát biểu. Chúng tôi xin kính mời. Mời Chiến Hiếu Lê Nguyên Bình. Đang bên. Kính thưa tất cả quý vị có mặt hôm nay, tôi xin đại diện cho HO San Francisco là ở sao huyệt ngay chính ngay sao huyệt của bờ Việt Cộng. Thì ngày nào chúng tôi đi cũng đi ngang đây. Thế nhìn lại 1700 đường California thì chúng tôi cảm thấy rất là hận thù. Ước gì bọn nó mà ở gần như ở đâu đây đó thì chúng ta sẽ có một cái phản ứng mạnh hơn. Nhưng vì tụi nó ở đằng sau kia, ở đằng sau mà phải lên cái lầu 4 kia, tôi đã từng lên trên đó rồi. Đó, thành thử đó. Mặc dù cô cán bộ nói nhưng mà nó lúc mà trốn ở phía sau tôi cũng không làm gì hết. Thì vừa rồi đó có cái sự kiện ở dưới tòa lãnh sự ở Trung Cộng này, các bạn có biết không? Người ta dám tổ chức xe vào trong tòa lãnh sự Việt Cộng. Trung Cộng. Đó. Nếu mình nhớ bọn cái cộng ở bên gần đâu đây thì chúng ta có thể làm đấy, chẳng phải. Thành thử đó. Tôi chỉ nói lên một cái vài sự kiện. Hồi nãy giờ các quý vị đã nói nhiều rồi, nhưng mà những cái sự kiện mà chúng tôi được chứng kiến ở bên Việt Nam nha. Cái quý vị là biết sao mà năm 75 ông Hồ mà lại là sao mà được treo lên với các vị đất Phật hay là Chúa Chúa. Quý vị thấy nó ngang ngược không? Quá ngang ngược. Đó. Ông Hồ mà lại ngang hàng với các vị như là Đức Phật hoặc là Tôn Sư Chúa. Thành ra mặc dù một dân tộc Việt Nam cũng biết đó, nhưng mà cũng cứ ngậm thôi, không biết làm sao hết. Vừa rồi tôi cũng chứng kiến những cái buổi lễ mà ở bên Việt Nam đấy. Buổi lễ có những các tôn giáo nha. Nhưng mà hàng đầu á toàn là bí thư tỉnh ủy và toàn Việt Nam ngồi không thôi. Ở đây không biết quý vị nào là chứng kiến cái cảnh đó thôi. Tôi là người đã chứng kiến cái cảnh một cái đại lễ Phật đàn ở một cái địa phương đó. Nhưng mà hàng đầu toàn là tỉnh ủy gọi là bí thư, bí là nào là chủ tịch hết. Đây là mùa lễ của tôn giáo mà mấy ông đó là đứng hàng đầu. Và mấy quý vị tu hành đều ở đằng sau hết. Tôi thấy cái đó điều đó nó rất là đáng buồn. Nhưng mà chúng ta không biết làm sao hơn. Thì luôn tiền hôm nay có cuộc biểu tình tại đây thì chúng ta cũng không ngoài mục đích là phản đối bọn cộng sản Việt Nam đã đàn áp tôn giáo từ mấy chục năm nay chứ không phải là mới một hai bữa gì đâu. Thành thử đó, quý vị tập trung về đây
để phản đối cộng sản, báo nước, hài dân, đàn áp tôn giáo, không có nhân quyền. Đó, thành thử ra một lần nữa, tôi cùng các bạn hô to những khẩu hiệu sau đây: đa đạo cộng sản Việt Nam báo nước, đa đạo, đa đạo cộng sản Việt Nam báo nước, đa đạo, đa đạo cộng sản Việt Nam báo nước, đa đạo. Rồi, tôi xin hết rồi. Xin cảm ơn quý vị, và sau đây tiếp theo chương trình chúng tôi xin mời cô Phan Hà đại diện đồng hương tị nạn cộng sản vùng Milpitas. Xin mời cô Phan Hà. Cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị đồng hương, hôm nay chúng ta sở dĩ có mặt ở đây là để tỏ rõ cho thế giới, cho tất cả đồng hương biết rằng bộ mặt thật của Cộng sản Việt Nam, chiêu trò của Cộng sản Việt Nam là gì? Là chuyên môn vắt chanh bỏ vỏ. Chúng ta hãy còn nhớ trước 1975, Việt Cộng đã làm gì? Đã kích động lòng dân qua tôn giáo. Chúng lợi dụng tôn giáo để đả phá chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thời đệ nhất Cộng Hòa, thời đệ nhị Cộng Hòa. Và sau 1975, sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, thì chúng lộ bộ mặt của chúng, phản tôn giáo, đem tôn giáo ra đàn áp, không cho tôn giáo có một sự tự do nào trong nước. Nhưng sau lưng thì sao? Chúng đã cho những cái phái đoàn tăng ni quốc danh đi ra ngoài để cho thấy rằng chúng có sự tự do tôn giáo, để cho thế giới thấy. Nhưng mà sự thật chúng ta đều biết đó là những chiêu trò lường gạt, những chiêu trò mỹ dân. Chúng là chuyên môn mỹ dân, cho nên hôm nay chúng ta có mặt để nói rằng không có một sự tự do tôn giáo nào ở trong nước. Những cái đoàn tăng ni này chỉ là những bộ mặt trá hình của Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đừng bao giờ tin rằng có tự do tôn giáo ở trong nước. Xin hết. Và chúng tôi xin nói vài khẩu hiệu, xin quý vị hãy ủng hộ. Đá đảo Cộng sản Việt Nam, đá đảo, đá đảo phi nhân của Việt Nam Cộng sản, đá đảo, đá đảo không có nhân quyền ở Việt Nam, đá đảo, đá đảo không có tôn giáo ở Việt Nam, không có sự tự do tôn giáo Việt Nam, đá đảo. Dạ, cảm ơn. Đá đảo phái đoàn sư quốc dân cộng sản Việt Nam, đá đảo. Đá đảo phái đoàn sư quốc dân cộng sản Việt Nam, đá đảo. Đá đảo phái đoàn sư quốc dân cộng sản Việt Nam, đá đảo. Đâu Comedes, đâu đâu đâu. Tiếp theo chúng tôi xin mời bà Nguyễn Thủy Tiên, Hội Phụ Nữ San Francisco lên phát biểu. Xin mời bà Nguyễn Thủy Tiên. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi cần gặp ông Đặng Long để dự bộ tiền của tài phải thành phố San Francisco. Chúng tôi là Nguyễn Thủy Tiên, hiện ngụ tại thành phố San Francisco và là phụ nữ của San Francisco và là đại diện cho tour tâm nguyện của San Francisco. Tôi thành thật cảm ơn quý vị, và tôi đã đả đạo cộng sản, vì cộng sản đã vào miền Nam, đã cướp bóc dân miền Nam, đưa chồng con tôi đi tù tội dân cướp bóc, tôi không bằng lòng. Bây giờ theo nghị quyết 36, đảng cộng sản Việt Nam đã nâng và qua nước Mỹ để tôn giáo, truyền đạt tôn giáo. Thật sự như cô vừa nói, không có tôn giáo Việt Nam. Trước kia thì lấy tôn giáo thất trí quan để lồng vào miền Nam, để làm sụp đổ miền Nam. Bây giờ thắng rồi thì cướp bóc dân Việt Nam để gì? Để công cố chùa chiền, để làm giàu cho xu sản, cho chế độ của cộng sản, chứ không tốt làm gì mà để mà là truyền bá tôn giáo. Và bây giờ còn qua đây để phá đá của chúng tôi. Nhưng mà những sư quốc danh đó, quốc đà nào nghị quyết 36
Vì vậy tôi là người phụ nữ Việt Nam, tôi chịu đựng áp lực của cộng sản rất nhiều. Chồng tôi đi tù tội 7-8 năm ở Hà Nam Ninh, còn tôi ở nhà phải lo chu toàn cho con gái. Còn bắt tôi đi kinh tế mới, tôi không đi thì đòi bỏ tôi vào tù. Bây giờ tôi được qua đây, tôi rất cấm phần cộng sản Việt Nam. Nó là đồi lốt theo về tôn giáo. Thì theo sự trong Phật giáo nói, những người mà cướp bóc trộm cắp đó là chính quyền Việt Nam Việt Nam. Nhưng thằng chó bù đi trước để lại những hậu quả cho thằng chó bù ở sau. Thế nào rồi nó cũng sụp đổ là vì nó đi trước. Nó cho con cái nó đi trước, mua nhà ở đây tất cả ở Mỹ. Bây giờ nó biết thế nào là cũng thế nào cũng sụp đổ. Bây giờ các anh nghỉ đi, thế nào các anh cứ chết. Và khi các anh chết thì theo Phật giáo thì các anh là cướp, cướp đồ, cướp tinh tế, cướp thô, đều đọa vào địa ngục. Tôi xin hết lời. Đá đạo tôn giáo quốc dân, đá đạo tôn giáo quốc dân, đá đạo, đá đạo tôn giáo quốc dân, đá đạo tôn giáo quốc dân cộng sản Việt Nam, đá đạo phái đoàn tôn giáo sư quốc dân Việt Nam, đá đạo. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời ông Huỳnh Lương Thiện, giám đốc radio báo mỏ San Jose và San Francisco. Xin mời ông Huỳnh Lương Thiện. Dạ vâng, chúng ta cứ việc có mặt ngày hôm nay thì chúng ta đã biết cái tin tức mà các phái đoàn tôn giáo quốc dân cộng sản Việt Nam của Hoa Kỳ đã giấu kín rất là kín, nhưng mà chỉ mới bị bại lộ chừng 2-3 ngày hôm nay mà thôi. Chỉ có trong 2 ngày mà ban tổ chức đã huy động được cái sự hiện diện rất là đông đảo của quý đồng hương trong ngày thứ năm là cái làm việc từ Nam Cali cho tới Bắc Cali, San Francisco, San Jose, Oakland, Fresno. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Thưa quý vị, sau khi dùng bạo lực dẹp bỏ chà đạp thì mình qua đi để cử chính miền Nam, cộng sản đã thiết lập một cái chế độ. Nhà cộng sản Việt Nam đã thiết lập một chế độ toàn thể công an triệt tiêu tất cả tiếng nói tự do Việt Nam của trong nước, đặc biệt là tất cả đảng phái chính trị đều bị cộng sản khủng bố và triệt tiêu. Tuy nhiên có những lực lượng cộng sản chưa thể ảnh hưởng được, có những lực lượng vẫn quy tụ được tiếng nói của đồng hương rất là nhiều, đó là lực lượng tôn giáo Phật giáo, Công giáo, Hòa Hảo đều đã là những nơi nương tựa tinh thần cho đông đảo đồng hương trong nước và có những tiếng nói đấu tranh rõ ràng để mà chống đối cái sự tàn bạo cũng như là đàn áp của cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, vì thế Việt Cộng rất là quan tâm tới những lực lượng tôn giáo, do đó nó đã âm mưu dùng đủ mọi thủ đoạn để mà lũng đoạn các tổ chức tôn giáo Việt Nam, như là ông Nguyễn Thanh Giàu cũng vừa mới nói đó, là phản đối ông Nguyễn Tấn Đạt, là loại bỏ Nguyễn Xuân Kỳ Hương, là phản lịch sử Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Và thưa quý vị, chúng ta vẫn thường nghe nói rằng sở dĩ bọn ác lòng hành bởi vì những người tốt không có lên tiếng nói, đồng bào trong nước không có cơ hội lên tiếng nói, thì chúng ta đồng hương tại hải ngoại phải lên tiếng nói. Và hôm nay chúng ta đã lên tiếng nói, xin hoan nghênh tất cả đồng bào có mặt ngày hôm nay. Và thưa quý vị, sau cùng mỗi lần có những cơ hội thế này, đồng bào chúng ta đều tới tổng lãnh sự Việt Cộng tại 1700 San Francisco để mà cất cao tiếng nói. Những lần như thế này thì thưa quý vị, những cơ sở làm ăn xung quanh đây họ biết, họ tôn trọng tự do của chúng ta, nhưng chắc chắn rằng họ cũng không có muốn có quá nhiều cái việc này xảy ra ảnh hưởng tới cơ sở làm ăn của họ, cho nên đã có những tiếng nói than phiền. Chúng ta đã nói với họ rằng sở dĩ chúng tôi lên đây cất cao tiếng nói tại vì cái tổng lãnh sự cộng ở đây, nếu không muốn chúng tôi lên đây là phải áp lực đuổi cái cộng sản và tổng thể này ra khỏi San Francisco. Tôi thấy có một cái khẩu hiệu đi à, Việt Nam Communist Get Out, rất là hay. Tôi hô khẩu hiệu này và quý vị chỉ nói là out, out, out. Đừng có tưởng là không có kết quả, quý vị phải thấy kết quả. Việt Nam Communist Get Out San Francisco. Việt Cộng Get Out of San Francisco. Việt Cộng Get Out of San Francisco. Cộng sản Việt Nam ra khỏi San Francisco. Cộng sản Việt Nam ra khỏi San Francisco. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, sau đây là phần phát biểu của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa
và hậu duệ cảnh sát quốc gia Việt Nam. Chúng tôi xin mời cháu Peter Nguyễn và Lan Ngô, xin mời hai cháu đứng lên phía trước để phát biểu. Xin cảm ơn. Hôm nay cháu đến đây cùng đồng bào tị nạn cộng sản để phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, đàn áp tôn giáo, đàn áp tín ngưỡng, bắt bớ, giam cầm những đại diện tôn giáo yêu nước và đưa những đại diện quốc dân qua đây để đánh lừa thế giới là có tự do tôn giáo. Thực chất đó là những người đại diện cho chế độ cộng sản chứ không phải đại diện cho Phật giáo hay là các tôn giáo khác. Vậy nên chúng ta đến đây cùng nhau để phản đối nhà cầm quyền cộng sản, yêu cầu thả tất cả những tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo. Cảm ơn chị. Đá đâu cộng sản? Đá đâu? Tổng thống Trần Việt Cộng. Đá đâu? Tổng thống Trần Việt Cộng. Tổng thống Trần Việt Cộng. Ao ra khỏi San Francisco. Ao, ao, ao. Bây giờ là cút, cút, cút nhà. Tổng đánh chân Việt Cộng, cút ra khỏi San Francisco. Cút, cút, cút. Tổng đánh chân Việt Cộng, cút ra khỏi San Francisco. Cút, cút, cút. Xin cảm ơn. À, bây giờ là cháu Lan Ngô, hậu duệ của cảnh sát quốc gia, có một vài lời cùng toàn thể quý vị trong buổi tiệc biểu tình phản đối phái đoàn sư quốc danh của Cộng sản Việt Nam trong ngày hôm nay. Xin mời cháu Lan Ngô. Dạ, con là Lan Ngô, đại diện của hậu duệ cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay con đến đây để đả đảo tôn giáo quốc dân, đả đảo sư quốc dân, đả đảo Việt Cộng đã đưa những nhà sư, những tôn giáo, các cha và các... những nhà lãnh đạo của cộng sản qua đây, còn người của chúng ta, người công giáo và người các sư trong nước đứng lên có tiếng nói thì bị giam cầm. Con xin đả đảo cộng sản, đả đảo nhà sư quốc dân, đả đảo. Dạ, con cảm ơn. Đảo communist. Đảo. Đảo. Đảo west communist. Đảo. Đảo west communist. Dạ, con cảm ơn. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta có tự do ở hải ngoại, chúng ta đấu tranh, chúng ta không bị công an hay là nguy hiểm gì cả. Tuy nhiên, đồng bào trong nước dưới sự khủng bố của công an cộng sản Việt Cộng vẫn có nhiều người can đảm đấu tranh. Vì thế, chúng ta không bao giờ quên những con người, những lực lượng ở trong nước tiếp tục tay không mà đấu với lại bảo quyền. Vì thế, tôi hô khẩu hiệu là hoan nghênh đồng bào và các lực đấu tranh trong nước, bà con hoan hô. Hoan hô các đồng hương và lực lượng đấu tranh trong nước. Hoan hô. Hoan hô các tù nhân lương tâm đấu tranh chống cộng sản trong nước. Hoan hô. Hoan hô các tù nhân lương tâm đấu tranh chống cộng sản trong nước. Hoan hô. Hoan hô các tổ chức tôn giáo đứng lên đấu tranh và tự do tôn giáo trong nước. Hoan hô. Hoan hô các tổ chức lực lượng tôn giáo đứng lên can đảm đấu tranh và tự do trong nước. Hoan hô. Đã đảo cộng sản. Đã đảo. Đã đảo cộng sản đàn áp tự do. Đã đảo. Đã đảo cộng sản đàn áp tự do tín ngưỡng trong nước. Đã đảo. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ năm, mặc dù có rất nhiều anh em phải đi làm cho nên cái số đến tham dự đã ghi danh rất đông nhưng mà cuối cùng bị trở ngại, đặc biệt có ban chấp hành của cộng đồng Việt Mỹ, ông Nguyễn Ngọc Hà giờ phút chót phải có cái hẹn bệnh viện cho nên không thể đến được, và ông xin thành thật xin lỗi. Và sau đây chúng tôi xin mời bác sĩ Phạm Đức Vượng đại diện có đôi lời cảm ơn tất cả quý đồng hương đã đến tham dự
cuộc biểu tình để phản đối phái đoàn sư quốc doanh Việt Nam của Cộng sản ngày hôm nay tại San Francisco. Chúng tôi xin mời bác sĩ Phạm Đức Vượng. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý vị đã có mặt ngày bữa nay, đã bỏ nhiều thì giờ từ xa đến đây để cùng nhau nói lên tiếng nói chống lại tôn giáo quốc doanh đã xuất hiện tại đây để chiêu dụ và mờ mắt đồng bào chúng ta. Hơn ai hết, những người Việt tị nạn Cộng sản đã biết rõ Cộng sản như thế nào. Cộng sản là vô tôn giáo. Tất cả những tôn giáo của Cộng sản hiện nay đang thực hiện chỉ là một lớp quả mù, và chúng đã tung những cán bộ vào các chùa chiền và các nơi thờ phượng ở bên này. Cho nên chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức đã tổ chức cuộc biểu tình này, và cũng thành thật cảm ơn tất cả các hội đoàn, các đồng hương đã có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng. Sau đây xin giới thiệu giáo sư Nguyễn Thanh Dầu sẽ có vài lời trước khi chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý vị hiện diện trong cái buổi lễ, trong cái ngày biểu tình ngày hôm nay, đầy ý nghĩa hôm nay. Tuy chúng ta ít, nhưng mà đã nói lên được cái nguyện vọng của tất cả những đồng bào tị nạn Cộng sản ở hải ngoại, nhất là tại Cali. Hình ảnh này để cho tất cả thế giới biết rõ bộ mặt thật của Cộng sản Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa là xin thưa quý vị, tôi được rất nhiều cú điện thoại từ trong nước gọi ra. Họ đang chờ những cái hình ảnh này để gửi về bên nước nhà của chúng ta. Đây là một niềm khích lệ rất lớn, rất lớn để cho ở trong nước người dân người ta biết rằng chúng ta giàu ở sao quê hương, nhưng chúng ta vẫn quan tâm tới sự tự do, hạnh phúc, nhân quyền và đặc biệt là tự do tôn giáo của chúng ta ở tại quê nhà. Cho nên họ nhờ tôi chuyển lời ngày hôm nay, xin gửi lời tất cả đến, chân thành cảm ơn tất cả các quý vị, các đoàn thể, các tổ chức, đặc biệt là những anh em bác sĩ Vượng cũng như là ông chủ tịch Triệu Hà, cũng như là tất cả anh em truyền thông báo chí ngày hôm nay đã có mặt. Và nhờ quý vị mà chúng ta nói lên cái nguyện vọng của mình, nói lên sự thật về Cộng sản, về tự do tôn giáo, để cho rồi những cái người này sẽ nói với chính phủ Hoa Kỳ rằng chúng tôi tôn trọng tôn giáo. Nhưng mà thật sự ở đây chúng tôi là những người tôn giáo thật sự, nói lên Cộng sản không bao giờ có tự do tôn giáo, là tại vô thần không bao giờ có tôn giáo thật sự. Đó là những cái lời mà rất chân tình, và chính vì cái những cái nghĩa cử ngày hôm nay của quý vị có thể là đem đến cho đất nước Việt Nam của chúng ta, cho dân tộc chúng ta có được cởi mở thêm về tự do tôn giáo. Ngày đó chúng ta được quyền tu hành, được quyền tôn trọng những cái điều giáo lý của những cái bậc giáo chủ, để rồi chúng ta không có bị bóp méo, chúng ta không có bị hăm dọa. Đặc biệt là xin cho Phật giáo Hảo được tổ chức kỷ niệm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ đã bị Cộng sản ám hại ngày 25 tháng 2 gần năm Đinh Hợi. Đó là cái điều chừng nào quý vị, những nhà công quyền Cộng sản Việt Nam dám công nhận cái vụ án lịch sử đó, thì chừng đó mới nói lên quý vị thật sự là tôn trọng tự do tín ngưỡng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý nhà báo, quý cơ quan truyền thông báo chí và các bậc nữ lưu giờ này mà đứng đây với chúng tôi để đem lại cho cái hy vọng cho dân tộc của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Đang là xin cho tôi 30 giây thôi. Dạ thưa quý vị, giáo sư Nguyễn Thanh Dầu cũng như là anh Mai Khuyên vừa có nói là hôm nay vì là bận ngày đi làm cho nên số đồng hương tham dự là không có đông. Điều này làm cho tôi nhớ tới một cái cuộc biểu tình ở Nhật Bản. Thưa quý vị, cuộc biểu tình ở Nhật Bản ngày 30 tháng 4 năm 1977 tại tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Tokyo. Quý vị biết có bao nhiêu người tham dự không? Thưa quý vị, cuộc biểu tình đó chỉ có một người tham dự mà thôi, đó là Thượng tòa Thích Trí Hiền. Người thứ hai là tôi đi chụp hình, còn số người khác đó chỉ có một người thôi mà bao vây toàn biểu tình không. Sau đó thêm hai người nữa là ba người, thưa quý vị, mà làm cho tòa đại sứ Việt Cộng rất là hoảng sợ. Theo cảnh sát tới rất là đông, nhưng cảnh sát tới vẫn tôn trọng
Thưa quý vị, sau đó Ngài Thích Trí Hiền qua và trụ trì tại một cái chùa ở Texas và Ngài cũng vừa mới viên tịch đây thôi. Cũng như tại Bắc Ly chúng ta còn làm sao quên được, chỉ có một người thôi là cụ Võ Thư Đản. Một mình mà thấy đúng là đi biểu tình, không cần phải đông như vậy là quá đông rồi. Chúng ta không ngại ít ngại đông, thấy đúng, thấy cần là chúng ta phải lên tiếng. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn ông Chủ tịch Lê Đình Quý, Fresno, Đình Quý và đại diện cho cộng đồng liên bang của Hoa Kỳ đã yểm trợ 200 đồng cho buổi biểu tình trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, thay mặt cho ban tổ chức, đến đây chúng tôi xin tuyên bố chấm dứt cuộc buổi tình để phản đối phái đoàn của Cộng sản, tôn giáo của Cộng sản tới San Francisco. Và quý vị cùng hô với tôi khẩu hiệu sau đây: đá đá phái đoàn tôn giáo Cộng sản Việt Nam, đá đá phái đoàn sư quốc danh Cộng sản Việt Nam, đá đá phái đoàn sư quốc danh Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị.